Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Theo Dòng Lịch Sử. Thưa quý vị, kênh Theo Dòng Lịch Sử phát hành video mới vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954. Cuộc cách mạng tháng 8, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã giành được chính quyền từ tay phát xít Nhật. Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố tuyên ngôn độc lập, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Nhưng thực dân Pháp từ lâu đã có ý đồ xâm lược trở lại Đông Dương. Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, được đế quốc Mỹ, Anh thỏa thuận, chính quyền De Gaulle quyết định gây chiến tranh, đặt lại ách thống trị ở Đông Dương. Ngày 17 tháng 8 1945, Ủy ban Quốc phòng Pháp quyết định đưa 6 vạn quân sang Đông Dương. Mặc dù mới có một bộ phận nhỏ quân Pháp theo gót quân Anh vào miền Nam, nhưng dựa vào hai gần vạn lính Pháp còn lại tại Đông Dương và sự tiếp tay của quân Anh, ngày 23 tháng 9 1945, quân Pháp gây hấn đánh chiếm Nam Bộ, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta lại bắt đầu. Từ ngày 23 tháng 9 1945 đến năm 1946, cuộc kháng chiến diễn ra trên chiến trường Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Mặc dù lực lượng vũ trang của ta ở đây rất nhỏ và yếu, nhưng có những đoàn quân Nam tiến từ miền Bắc, miền Trung vào, những đoàn quân của Việt Kiều từ Lào, từ Campuchia, từ Thái Lan về, nhất là nhân dân đứng lên tổ chức đánh địch, nên đã từng bước ngăn chặn quân địch, làm phá sản chiến lược, đánh nhanh thắng nhanh của Pháp. Tuy nhiên, vào thời điểm này, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ đang đứng trước muôn vàn khó khăn, không thể tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô cả nước với thực dân Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta chủ trương hòa hoãn, nhân nhượng, cố gắng giải quyết cuộc xung đột Pháp-Việt bằng con đường hòa bình, chí ít cũng là trì hoãn cuộc chiến tranh chậm nổ ra để ta có thời gian chuẩn bị lực lượng. Các cuộc đàm phán Việt-Pháp diễn ra, Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 1946 và Tạm ước Việt-Pháp ngày 15 tháng 9 1946 được ký kết. Chiến tranh bị đẩy lùi một bước. Không từ bỏ ý đồ xâm lược, thực dân Pháp ngày càng lấn tới đòi nhân dân ta hạ vũ khí để đầu hàng. Khả năng hòa hoãn không còn, với tinh thần thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Đêm ngày 19 tháng 12 1946, theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, cả nước đứng lên kháng chiến. Cuộc kháng chiến toàn quốc bắt đầu. Đường lối kháng chiến của Đảng ta xác định ngay từ đầu cuộc chiến tranh là toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính. Từ ngày 19 tháng 12 đến chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947, quân dân ta đã đánh chặn tiêu hao lực lượng của địch, bảo toàn lực lượng và rút khỏi thành phố, phát triển lực lượng, phản công diệt địch trong chiến dịch Việt Bắc. Sau khi mở rộng được địa bàn chiếm đóng trên cả nước, Thu Đông 1947, Pháp tập trung trên 2 vạn quân, mở cuộc tiến công lớn, hiệp đồng quân binh chủng từ nhiều hướng, bao vây căn cứ Việt Bắc, tìm diệt quân chủ lực và đầu não kháng chiến của ta. Ngày 7 tháng 10 1947, địch bắt đầu tiến công. Quân địch theo đường bộ số 3 và số 4 và đường thủy, sông Lô, sông Gấm hình thành thế bao vây Việt Bắc. Đồng thời, địch cho quân nhảy dù xuống thị xã Bắc Cạn, Chợ Mới, Chợ Đồn, định diệt các cơ quan đầu não kháng chiến của ta. Trung ương Đảng và Bộ Tổng Chỉ huy đã phán đoán âm mưu của địch, nhưng việc nhảy dù xuống địa điểm cụ thể thì chưa lường hết nên lúc đầu còn lúng túng. Sau khi nắm được kế hoạch của địch, ta đã điều chỉnh kế hoạch tác chiến. Lực lượng của ta dùng trong chiến dịch là 10 trung đoàn và 7 tiểu đoàn bộ binh cùng dân quân du kích tại chỗ. Các chiến trường toàn quốc cũng đẩy mạnh tiến công phối hợp. Trên hướng tiến công đường số 3 và số 4 của địch, quân ta đã đánh phục kích, tập kích liên tục nhiều trận tiêu hao lực lượng của địch, bị thiệt hại nặng nề, địch phải quay lại. Mục tiêu chiến dịch không đạt được lại bị thiệt hại nặng và có nguy cơ bị bao vây tiêu diệt nên địch phải rút lui. Ngày 22 tháng 11, quân Pháp bắt đầu rút khỏi Việt Bắc, dọc đường bị quân ta phục kích một trận. Ngày 22 tháng 12, 1947, chiến dịch kết thúc. Chiến dịch Việt Bắc kết thúc giành thắng lợi có ý nghĩa chiến lược. Quân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 6.000 địch, đánh bại cuộc tiến công quy mô lớn của địch, làm phá sản chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của chúng, bảo vệ cơ quan lãnh đạo, chuyển kháng chiến sang giai đoạn mới. Từ năm 1948 đến chiến dịch biên giới 1950, phát triển chiến tranh du kích, đẩy mạnh vận động chiến tranh, chiến thắng biên giới.
Sau chiến dịch Việt Bắc, thực dân Pháp phải chuyển hướng chiến lược chiến tranh. Từ chiến lược đánh nhanh thắng nhanh phải chuyển sang đánh lâu dài, thực hiện chính sách lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt. Từ mở rộng vùng chiếm đóng chuyển sang củng cố vùng chiếm đóng, từ những cuộc hành quân lớn nhằm tiêu diệt quân chủ lực của ta chuyển sang nhiều cuộc hành quân nhỏ đánh vào các cơ sở kinh tế, chính trị và diệt từng bộ phận lực lượng vũ trang của ta. Chúng ra sức củng cố ngụy quyền, phát triển ngụy quân, tranh thủ viện trợ từ Mỹ. Về phía ta, sau chiến thắng Việt Bắc, lực lượng vũ trang ta trưởng thành một bước quan trọng. Ngày 28 tháng 8 1949, sư đoàn chủ lực đầu tiên, đại đoàn 308 ra đời. Tiếp đó, đầu năm 1950, đại đoàn 304 được thành lập. Chiến tranh du kích phát triển mạnh ở vùng sau lưng địch, cả ở Bắc, Trung Bộ và Nam Bộ. Đồng thời, ta chủ trương phải từng bước đẩy vận động chiến tiến mới. Tháng 6 1950, Thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch biên giới nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, khai thông biên giới Việt Trung, gắn liền với phe xã hội chủ nghĩa, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. Ngày 16 tháng 9, quân ta nổ súng đánh Đông Khê Lạng Sơn, mở màn chiến dịch, sau đó đón đánh diệt hai binh đoàn quân Pháp đến tăng cường cho Thất Khê, sợ bị tiêu diệt. Quân Pháp phải rút chạy khỏi các cứ điểm từ Thất Khê đến Lạng Sơn, quân ta truy kích diệt thêm một số quân Pháp. Ở các địa phương, quân ta đẩy mạnh hoạt động tiến công phối hợp với chiến dịch biên giới. Ngày 14 tháng 10 1950, ta kết thúc chiến dịch. Chiến dịch biên giới đã tiêu diệt trên 8.000 quân địch, thu nhiều vũ khí trang bị, giải phóng vùng biên giới từ Cao Bằng đến Đình Lập Lạng Sơn, mở rộng giao lưu quốc tế, làm thay đổi cục diện chiến tranh, giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường. Từ năm 1951 đến chiến dịch Điện Biên Phủ, giữ vững quyền chủ động chiến lược đẩy mạnh tiến công và phản công, giành thắng lợi quyết định kết thúc chiến tranh. Sau thất bại ở chiến trường biên giới, thực dân Pháp còn cố giành lại quyền chủ động chiến lược bằng cách tăng quân, thay tướng, xin thêm viện trợ từ Mỹ. De Tassini, viên tướng được coi là tài giỏi nhất của nước Pháp lúc đó, được cử sang Việt Nam với kế hoạch phát triển quân số, xây dựng hệ thống cứ điểm vững chắc, tập trung giữ vững chiến trường chính là Bắc Bộ, đồng thời tăng cường càn quét Bình Định, Trung Bộ và Nam Bộ, kết hợp với đánh phá, bảo vệ kinh tế, chiến tranh tâm lý với vùng căn cứ kháng chiến của ta. Về phía ta, chủ trương chung là tiếp tục giữ khí thế chủ động tiến công, tiêu diệt liên tục sinh lực địch, tiến tới giải phóng đồng bằng Bắc Bộ. Các đại đoàn 312, 316, 320, 351, 325 được thành lập. Nhiều chiến dịch lớn được mở như chiến dịch Trần Hưng Đạo tháng 12 1950 đến tháng 2 năm 1951 ở Bắc Giang, Việt Trì. Chiến dịch Hoàng Hoa Thám tháng 4 1951 dọc đường 18. Chiến dịch Quang Trung tháng 5 6 1951 ở Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Chiến dịch Lý Thường Kiệt tháng 9 tháng 10 1951 ở Nghĩa Lộ, Nam Định. Chiến dịch Hòa Bình tháng 12 1951 đến tháng 2 1952. Chiến dịch Tây Bắc tháng 10 1951 đến tháng 2 1952. Đồng thời đẩy mạnh chiến tranh du kích. Hoạt động quân sự của ta gây cho địch nhiều thiệt hại lớn. Kế hoạch của De Tagini phá sản, cao ủy kiêm tổng tư lệnh quân đội Pháp ở Đông Dương, De Gattini bị triệu hồi. Tháng 5 1953, tướng Henri Nava được cử sang làm tổng chỉ huy quân đội Pháp. Nava đề ra kế hoạch mới gọi là kế hoạch Nava, định giành thắng lợi quân sự có ý nghĩa chiến lược trong vòng 18 tháng, làm cơ sở cho một giải pháp chính trị mở lối thoát danh dự cho nước Pháp. Nắm chắc âm mưu của địch, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, gồm nhiều chiến dịch trên một số hướng chiến lược, đẩy mạnh chiến tranh du kích, sẵn sàng tiêu diệt địch khi chúng đánh vào vùng tự do, nhằm đánh bại cố gắng cao nhất của Pháp và Mỹ. Ta đã mở chiến dịch Tây Bắc, Thượng Lào, phối hợp với bạn giải phóng Trung Hạ Lào, Đông Bắc Campuchia, chiến dịch Bắc Tây Nguyên. Các chiến trường Bắc Trung Bộ, Bình Trị Thiên, Cực Nam Trung Bộ, Nam Bộ đẩy mạnh tiến công địch, tiêu hao, phân tán, kiềm chế lực lượng địch để phối hợp với các chiến dịch lớn. Để giữ Tây Bắc Việt Nam và Thượng Lào, Nava cho quân nhảy dù tăng cường cho Điện Biên Phủ, xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh, thành nơi tập trung binh lực thứ hai sau đồng bằng Bắc Bộ. Quân Pháp chấp nhận đương đầu với chủ lực của ta ở Điện Biên Phủ, coi đây là nơi nghiền nát chủ lực Việt Minh. Như vậy, Điện Biên Phủ lúc đầu không có trong kế hoạch này, thì nay lại trở thành trung tâm của kế hoạch Nava. Tháng 12 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.
lực lượng của ta gồm có 3 đại đoàn 308, 312, 316 và một trung đoàn bộ binh, một đại đoàn công binh pháo binh 351. Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp được cử làm tư lệnh chiến dịch. Kế hoạch lúc đầu, ta chủ trương tiến công ào ạt, đánh nhanh, thắng nhanh. Nhưng sau khi nắm cụ thể tình hình của địch, ta thấy không bảo đảm chắc thắng nên chuyển sang phương châm đánh chắc, tiến chắc. Chiều ngày 13 tháng 3 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ mở màn. Sau 3 đợt tiến công, 55 ngày đêm chiến đấu anh dũng, quyết liệt, mưu trí, sáng tạo, cuối ngày 7 tháng 5, quân ta đã giải phóng hoàn toàn Điện Biên Phủ, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch, gồm có 16.200 tên, trong đó có tướng De Cát, Tri. Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Chiến dịch Điện Biên Phủ là một trận quyết chiến chiến lược, góp phần quyết định phá sản kế hoạch Nava và làm sụp đổ ý chí xâm lược của thực dân Pháp, dẫn tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta. Tóm tắt diễn biến của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước 1954-1975. Kính thưa quý vị, sau khi thất bại trong âm mưu kéo dài và mở rộng chiến tranh Đông Dương, đế quốc Mỹ ra sức phá hoại Hiệp định Genève, chúng âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta làm hai miền. Mục đích của chúng là biến miền Nam thành một thuộc địa kiểu mới, một căn cứ quân sự làm bàn đạp tấn công miền Bắc, ngăn chặn làn sóng cách mạng giải phóng dân tộc và xã hội chủ nghĩa đang mở rộng ở Đông Nam Á. Để thực hiện âm mưu ấy, từ năm 1954 đến 1975, chúng đã áp dụng 4 chiến lược chiến tranh gồm chiến tranh đơn phương 1954-1960, chiến lược chiến tranh đặc biệt 1961-1965, chiến lược chiến tranh cục bộ 1965-1968, chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh 1969-1973 và âm mưu phá hoại Hiệp định Paris 1973-1975. Dùng mọi thủ đoạn ngày càng xảo quyệt nhằm chống lại cách mạng Việt Nam. Vì thế, cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vô cùng gay go, gian khổ và ác liệt. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã từng bước đánh bại mọi âm mưu thủ đoạn xâm lược của chúng và đi đến thắng lợi hoàn toàn. Sau đây là những diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 1954 đến 1975. 1. Đánh bại chiến lược chiến tranh đơn phương của Mỹ, Ngụy 1954-1960. Sau Hiệp định Genève, đế quốc Mỹ dựng lên ở miền Nam một chính quyền độc tài phát xít Ngô Đình Diệm làm công cụ phá hoại hiệp thương tổng tuyển cử, âm mưu chia cắt lâu dài nước ta. Để lừa bịp nhân dân, bề ngoài Mỹ Diệm thi hành những chính sách đả thực bài phong diệt cộng, nhưng kỳ thực là nhằm hất cảng Pháp, cướp lại ruộng đất của nông dân đã giành được trong cách mạng và đàn áp phong trào yêu nước của nhân dân. Chúng mở những chiến dịch tố cộng diệt cộng, đàn áp khủng bố cực kỳ tàn bạo, làm cho hàng chục vạn người yêu nước bị bắt, bị giết, bị tra tấn, tù đày, biến nền kinh tế miền Nam hoàn toàn lệ thuộc vào Mỹ, đời sống nhân dân điêu đứng, nạn thất nghiệp tràn lan. Một nền văn hóa, giáo dục nô dịch, đồi trụy được xây dựng nhằm phục vụ cho Mỹ và tay sai. Các tệ nạn xã hội như mại dâm, cao bồi, lối sống trụy lạc phát triển. Nhân dân miền Nam rất căm thù Mỹ Diệm, dẫn đến sự bùng nổ ngọn lửa đấu tranh chống lại chúng. Cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam mở đầu bằng một phong trào chính trị có tính chất quần chúng rộng lớn, mạnh mẽ, sôi nổi kéo dài suốt mấy năm liền, đòi ngụy quyền Diệm phải thi hành Hiệp định Genève, đòi hiệp thương tổng tuyển cử, thống nhất nước nhà, chống lại trò hề, trưng cầu dân ý, bầu cử quốc hội bù nhìn, chống cái gọi là cải cách biển địa, giả hiệu, đòi cải thiện đời sống. Đặc biệt là phong trào đấu tranh chống khủng bố, chống trả thù của những người kháng chiến cũ, chống tố cộng diệt cộng, chống dồn dân vào các khu trừ mật, các khu dinh điền, các ấp chiến lược đã diễn ra quyết liệt dai dẳng. Hình thức đấu tranh rất phong phú, đi từ thấp đến cao. Từ 1958 trở đi, nhiều nơi bên cạnh hình thức đấu tranh hợp pháp đã xuất hiện những hình thức đấu tranh không hợp pháp như vũ trang tuyên truyền, vũ trang tự vệ lần lượt xuất hiện và hoạt động tích cực chống lại các cuộc càn quét quy mô lớn của địch và bảo vệ cơ quan đầu não cách mạng. Thái độ ngoan cố và chính sách khủng bố tàn bạo của địch đã đẩy nhân dân miền Nam đến chỗ không còn đường nào khác là phải vùng dậy khởi nghĩa. Đảng đề ra đề nghị quyết định số 15 tháng 1 1959 cho phép đồng bào miền Nam có thể dùng bạo lực chính trị kết hợp với lực lượng vũ trang đứng lên đánh địch. Dưới ánh sáng của nghị quyết 15, đồng bào miền Nam đã đứng lên tiến hành đồng khởi, mở đầu là phong trào đồng khởi của nhân dân Bến Tre tháng 1 1960. Sau đó, làn sóng đồng khởi lan nhanh như nước vỡ bờ ở khắp các tỉnh đồng bằng Nam Bộ, nhiều vùng Tây Nguyên và một số vùng Trung Bộ, làm cho hệ thống kìm kẹp của địch ở các thôn xã bị phá vỡ từng mảnh lớn. Lực lượng vũ trang nhân dân hình thành và các ủy ban nhân dân tự quản ra đời
ở những vùng giải phóng. Từ thắng lợi Đồng Khởi ngày 20 tháng 12 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời, đánh dấu một bước phát triển mới của cách mạng miền Nam. Tiến lên đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ 1961-1965. Để cứu vãn tình thế, giữa năm 1961, đế quốc Mỹ bị Đông chuyển sang chiến lược chiến tranh đặc biệt, một hình thức chiến tranh thực dân kiểu mới, với nội dung dùng đội quân ngụy quyền dưới sự chỉ huy trang bị của Mỹ để đàn áp cách mạng miền Nam. Đồng thời, đế quốc Mỹ còn âm mưu qua cuộc chiến tranh đó rút ra kinh nghiệm để đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, đe dọa các nước mới trỗi dậy. Đế quốc Mỹ đưa ra kế hoạch Staley-Taylor 1961-1962, kế hoạch chiến lược đầu tiên để thực hiện chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ với mấy biện pháp sau đây: tăng cường lực lượng và binh khí kỹ thuật cho quân ngụy, dồn dân vào ấp chiến lược được coi là quốc sách, là chương trình xương sống của kế hoạch nhằm thực hiện ý đồ tách nhân dân với cách mạng với lực lượng vũ trang, giành dân và vơ vét nhân tài, vật lực. Mỹ hy vọng sau 18 tháng sẽ bình định sang miền Nam và tiến công ra miền Bắc. Trên chặng đường đấu tranh chống địch, đường lối cách mạng miền Nam của Đảng dần dần được hình thành. Trải qua thực tế đấu tranh 6 năm kể từ 1954 tới khi có quyết định 15 của Trung ương tháng 1 1959, đường lối và phương pháp cách mạng miền Nam mới chính thức được ra đời và ngày càng được bổ sung cho hoàn chỉnh. Từ sau Đồng Khởi, nhân dân miền Nam tiếp tục giữ vững và phát triển thế tiến công cách mạng của mình thành cuộc chiến tranh du kích toàn miền, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh khắp các thành thị và nông thôn. Điểm nổi lên trong những năm 1962-1963 là từ trạng thái du kích cục bộ, khởi nghĩa từng phần đã tiến dần lên trạng thái chiến tranh du kích toàn dân, toàn diện và khởi nghĩa vũ trang rộng khắp miền Nam. Từ sau chiến thắng ấp Bắc 15 tháng 1 1963, địch ngày càng xa vào thế nguy ngập. Cùng với các hoạt động vũ trang, phong trào đấu tranh phá ấp chiến lược ngày càng phát triển rộng hơn, vận dụng linh hoạt phương châm ba mũi giáp công phá vỡ từng mảng lớn các ấp chiến lược, kết hợp chặt chẽ việc phá ấp chiến lược với việc xây dựng làng chiến đấu. Trong phong trào đấu tranh, đội quân chính trị của quân chúng nông thôn đã giữ một vai trò rất quan trọng, đặc biệt là đội quân tóc dài đã liên tiếp đánh cho địch những đòn bất ngờ khiến cho chúng không sao chống đỡ nổi. Phong trào đô thị phát triển mạnh làm cho địch càng thêm lúng túng, tất cả làm cho kế hoạch Staley-Taylor bị phá sản. Mỹ phải đưa ra kế hoạch Johnson-McNamara để tăng cường chiến tranh hơn nữa với ý đồ bình định sang miền Nam trong vòng 2 năm, từ 1963 đến 1964. Nhưng sau hàng loạt thất bại về quân sự chính trị, Mỹ đã phải đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm tháng 11-1963. Với hy vọng cải thiện được tình hình chính trị ở miền Nam, cuộc đảo chính đã giết chết anh em Ngô Đình Diệm, nhưng tình hình chính trị của chúng càng xấu hơn. Chỉ trong vòng 2 năm, từ 1963 đến 1965, ở miền Nam đã có thêm 12 cuộc đảo chính khác. Thất bại về chính trị cùng với hàng loạt thất bại lớn về quân sự, đặc biệt là trận Bình Giã tháng 12-1964, Ba Gia tháng 5-1965 và Đồng Xoài tháng 6-1965, quân và dân miền Nam đã đánh bại chiến tranh đặc biệt của Mỹ Ngụy. Đây là thất bại có ý nghĩa chiến lược lần thứ hai của Mỹ Ngụy và cũng là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược lần thứ hai của quân và dân miền Nam sau thắng lợi Đồng Khởi 1960. 3. Nhân dân Việt Nam đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt ở miền Nam của Mỹ Ngụy 1965-1968. Hốt hoảng trước sự thất bại của chiến lược chiến tranh đặc biệt, chính quyền Johnson quyết định chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ ở miền Nam, đồng thời liều lĩnh gây ra chiến tranh phá hoại miền Bắc. Dựa vào lực lượng mới, quân Mỹ, quân chư hầu và quân Ngụy bằng chiến lược hai gọng kìm tiêm diệt và bình định, Mỹ đã liên tiếp mở hai cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965-1966 và 1966-1967 vào căn cứ Đông Nam Bộ của ta. Với những cuộc hành binh lớn, chúng hòng tiêu diệt chủ lực của ta, xé nát vùng căn cứ kháng chiến, đẩy mạnh công tác bình định, hòng xoay chuyển tình thế, giành thắng lợi trong thời gian ngắn để kết thúc chiến tranh. Ngày 5 tháng 8 1964, đế quốc Mỹ đã thực hiện sự kiện Vịnh Bắc Bộ. Ngày 7 tháng 2 1965, viện cớ trả đũa cuộc tấn công của quân giải phóng ở sân bay Pleiku, chúng liên tục leo thang đánh phá miền Bắc. Âm mưu của chúng là hạn chế sự chi viện to lớn của miền Bắc đối với miền Nam, phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm lung lay quyết tâm chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam và buộc ta kết thúc chiến tranh theo điều kiện do Mỹ đặt ra. Dưới ánh sáng các nghị quyết 11-12 của Trung ương Đảng, đáp ứng lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã nêu cao ý chí kiên cường chống Mỹ cứu nước với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do.
nhân dân miền Nam đã liên tiếp đập tan hai cuộc phản công lớn vào mùa khô 1965-1966, 1966-1967 của địch. 29 vạn quân địch đã bị diệt, trong đó có gần một nửa là Mỹ và chư hầu. Quân Mỹ từ chiến lược phản công chuyển sang thế phòng ngự, hai gọng kìm của địch đã bị chúng ta bẻ gãy. Phong trào đấu tranh chính trị ở hầu hết các thành thị miền Nam, nhất là Huế ở Đà Nẵng, với khẩu hiệu đòi lật đổ chính phủ bù nhìn tay sai của Mỹ, đòi Mỹ cút về nước, dâng lên rất cao. Những thắng lợi to lớn vừa giành được về quân sự lẫn chính trị, về chiến lược lẫn chiến thuật đã mở ra một thời kỳ thuận lợi cho quân và dân miền Nam, thực hiện một chiến lược rất táo bạo và đúng lúc, đưa cuộc chiến tranh cách mạng sang một thời kỳ mới, mở đầu bằng một cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt. Tháng 1 năm 1968, Tết Mậu Thân, nhân dân miền Nam đã đồng loạt tiến công và nổi dậy, cùng một lúc đánh vào hầu hết các thành phố và thị xã, cơ quan đầu não, kho tàng của địch, làm đảo lộn thế chiến lược của chúng, buộc chúng phải đột ngột từ bỏ chiến lược tìm diệt và bình định để quay sang quét và giữ bị động. Chiến tranh cục bộ của Mỹ bị phá sản ngay giữa lúc chúng còn trên 50 vạn quân viễn chinh, 70 vạn quân ngụy và chư hầu ở miền Nam. Đó là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược lần thứ 3 của quân dân ta, đồng thời cũng là thất bại có ý nghĩa chiến lược lần thứ 3 của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Cách mạng miền Nam đã tiến lên một bước vững chắc hơn. Tại miền Bắc, quân và dân ta đã đánh bại chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân lần thứ nhất của đế quốc Mỹ. Trên 3.000 máy bay, các loại tối tân và hiện đại của Mỹ đã bị bắn rời, hàng nghìn giặc Mỹ đã bị tiêu diệt hoặc bị bắt sống, hàng trăm tàu chiến lớn, nhỏ bị bắn cháy, bắn chìm. Thắng lợi của quân và dân ta ở hai miền Nam Bắc đã buộc Mỹ phải chấm dứt ném bom hoàn toàn và vô điều kiện trên lãnh thổ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Phải ngồi nói chuyện chính thức tại hội nghị 4 bên ở Paris với đoàn đại biểu của Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và đoàn đại biểu của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam từ tháng 6 1969 trở đi. Đổi là đoàn đại biểu Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Từ nay, ta kết hợp ba mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao đánh địch, thế trận của ta càng vững vàng hơn. 4. Nhân dân miền Nam đánh bại chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ, ngụy 1969-1973. Bị thất bại trong chiến tranh cục bộ ở miền Nam, chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, bị dư luận thế giới và trong nước lên án, nhà cầm quyền Mỹ buộc phải thay đổi một lần nữa chiến lược toàn cầu phản cách mạng. Nixon bước vào Nhà Trắng thay Johnson, đưa ra học thuyết mang tên học thuyết Nixon. Đế quốc Mỹ đã đem ứng dụng và thí nghiệm đầu tiên học thuyết Nixon vào miền Nam Việt Nam là chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Với chiến lược này, Mỹ buộc phải rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam để sắp xếp lại lực lượng cho phù hợp với yêu cầu điều chỉnh của học thuyết Nixon trên phạm vi toàn thế giới. Mặt khác, Mỹ vẫn không từ bỏ Việt Nam, có duy trì thống trị thực dân mới bằng cách dùng quân ngụy thay cho quân Mỹ, tiếp tục kéo dài và đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam, tăng cường và mở rộng chiến tranh ở Campuchia và Lào. Thực chất của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh là tăng cường chính sách dùng người Việt đánh người Việt, dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương với công thức chủ lực ngụy cộng với hỏa lực Mỹ. Đồng thời, Mỹ vẫn chuẩn bị đánh phá trở lại miền Bắc bằng chiến tranh phá hoại lần thứ hai. Trước âm mưu cực kỳ ngoan cố của đế quốc Mỹ, nhân dân cả nước phải tiếp tục kháng chiến cho đến thắng lợi hoàn toàn. Năm 1969 là năm Mỹ bắt đầu thực hiện chương trình Việt Nam hóa chiến tranh. Nhưng chính trong năm ấy, quân và dân ta đã tiêu diệt Mỹ còn nhiều hơn năm 1968, là thời kỳ cao nhất của chiến tranh cục bộ. Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời ngày 6 tháng 6 1969, đánh dấu sự lớn mạnh của Cách mạng Việt Nam. Tiếp theo là những thất bại của Mỹ ngụy trong các cuộc hành quân Campuchia và Lào trong 2 năm 1970-1971. Trên mặt trận chống Bình Định, nhân dân ta ở miền Nam cũng đã làm chủ được nhiều vùng dưới nhiều hình thức. Trước đà thắng lợi, tháng 3 1972, ta mở cuộc tiến công chiến lược, giáng một đòn quyết định vào số phận của chương trình Việt Nam hóa chiến tranh. Các lực lượng vũ trang cách mạng đã chọc thủng 3 phòng tuyến mạnh nhất của quân Sài Gòn trên các địa bàn chiến lược quan trọng, Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, liên tục tiêu diệt địch trên nhiều địa bàn, sung yếu ở Bình Trị Thiên, Tây Nguyên, Trung Trung Bộ, đồng bằng miền Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, buộc quân chủ lực và quân cơ động chiến lược ngụy phải căng ra chống đỡ trên nhiều chiến trường. Được sự hỗ trợ đắc lực của các lực lượng vũ trang, đồng bào miền Nam nổi dậy mạnh mẽ, liên tục quét sạch từng mảng lớn hệ thống kìm kẹp của Mỹ ngụy, làm phá vỡ chương trình bình định của chúng ở nhiều vùng Trung Bộ và Nam Bộ. Bị thất bại trên nhiều chiến trường, tháng 7 1972, chính quyền Nixon phải đối nối lại hội nghị Paris mà chúng đã ngang ngược phá hoại.
Mặc dù buộc phải trở lại bàn hội nghị, nhưng Mỹ vẫn ngoan cố theo đuổi lập trường thương lượng trên thế mạnh. Chúng đã liều lĩnh đánh phá trở lại miền Bắc và bị quân và dân ta giáng trả hết sức mãnh liệt. Với trận Điện Biên Phủ trên không, từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 12 1972, các pháo đài bay chiến lược siêu hàng của Hoa Kỳ đã bị gục, uy thế của không quân chiến lược Mỹ một lần nữa bị chôn vùi. Thế là, sau khi hùng hãn leo tới nấc thang chiến tranh tột đỉnh, tàn bạo và dã man nhất, nhưng lại bị thất bại đau đớn nhất, thảm hại nhất và bị thế giới lên án mạnh mẽ, chính quyền Nixon buộc phải ký Hiệp định Paris theo điều kiện của ta. Đế quốc Mỹ phải thừa nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ta. Chúng phải rút quân về nước, chấm dứt chiến tranh, xóa bỏ mọi sự dính líu về quân sự và không can thiệp vào nội bộ nước ta. Bằng việc ký kết này, chúng ta đã đánh cho Mỹ cút và chuẩn bị những điều kiện tiến lên để đánh cho Ngụy Nhào. 5. Nhân dân ta đấu tranh chống phá Hiệp định Paris với đỉnh cao là cuộc tổng tiến công vào nổi dậy mùa xuân 1975, đi đến giành thắng lợi hoàn toàn 1973 đến 1975. Mặc dù phải chịu rút quân ra khỏi miền Nam, nhưng đế quốc Mỹ vẫn không từ bỏ âm mưu xâm lược nước ta. Chúng vẫn tăng cường viện trợ vũ khí, tiền bạc cho bọn tay sai Nguyễn Văn Thiệu, tổ phá hoại Hiệp định Paris. Mỹ Thiệu sử dụng cao độ bộ máy quân sự và cảnh sát để đối phó với phong trào đấu tranh của nhân dân ta. Chúng vẫn ồ ạt đưa quân đi càn quét, đánh phá, lấn chiếm vùng giải phóng, đàn áp nhân dân. Mặt khác, chúng đã phát xít hóa chế độ Thiệu, dùng mọi thủ đoàn tuyên truyền gây chiến tranh tâm lý, gieo rắc hoài nghi về khả năng thống nhất đất nước. Mỹ Thiệu đã trắng trợn vi phạm Hiệp định Paris và coi Hiệp định Paris đã rơi vào điểm chết. Mỹ vẫn theo đuổi mưu đồ đen tối, tiếp tục chính sách bạo lực phản cách mạng ở miền Nam dưới hình thức một cuộc chiến tranh thực dân mới. Sau 2 năm chuẩn bị, 1973-1974 đến mùa xuân 1975, khi điều kiện đã cho phép quân và dân ta mở cuộc tổng tiến công vào nổi dậy toàn miền Nam qua 3 chiến dịch lớn, đó là chiến dịch Tây Nguyên từ ngày 4 đến ngày 24 tháng 3 1975, là chiến dịch Huế - Đà Nẵng ngày 22 đến ngày 29 tháng 3 1975 và chiến dịch Hồ Chí Minh ngày 26 đến 30 tháng 4 1975. Quân và dân ta đã giành thắng lợi trong cuộc tổng tiến công vào nổi dậy mùa xuân 1975. Thắng lợi lịch sử ấy đã chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước, khôi phục độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chấm dứt sự chia cắt, thu non sông về một mối. Quân và dân ta đã thực hiện trọn vẹn lời căn dặn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải rút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam từ năm 1975 đến 1979, phần 1. Hoàn cảnh. Sau cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, giữa Việt Nam và Campuchia xuất hiện nhiều mâu thuẫn, tranh chấp và xung đột biên giới xảy ra liên tục trong các năm từ 1977 đến 1978. Tuy nhiên, những cuộc xung đột thực ra đã bắt đầu ngay sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam. Ngày 4 tháng 5 1975, một toán quân Khmer Đỏ đột kích vào đảo Phú Quốc. 6 ngày sau, quân Khmer Đỏ đánh chiếm và hành quyết hơn 500 người Việt ta ở đảo Thổ Chu. Tiếp theo cuộc đột kích vào các đảo Thổ Chu và Phú Quốc, bên cạnh nhiều cuộc đột kích nhỏ, Khmer Đỏ tiến hành hai cuộc xâm nhập quy mô lớn vào Việt Nam. Cuộc tấn công lớn đầu tiên diễn ra vào tháng 4 1977. Quân chính quy Khmer Đỏ tiến sâu 10 km vào lãnh thổ Việt Nam, chiếm một số vùng ở tỉnh An Giang và tàn sát một số lớn dân thường. Cuộc tấn công thứ hai diễn ra vào ngày 25 tháng 9 cùng năm. Lần này, 4 sư đoàn quân Khmer Đỏ đánh chiếm nhiều điểm ở các huyện Tân Biên, Bến Cầu, Châu Thành của tỉnh Tây Ninh, đốt phá 471 ngôi nhà, làm gần 800 người dân bị giết, bị thương hoặc mất tích. Để trả đũa, ngày 31 tháng 12 1977, 6 sư đoàn quân đội nhân dân Việt Nam đánh vào sâu trong đất Campuchia, đến tận Na Luông rồi mới rút lui từ ngày 5 tháng 1 1978. Cuộc tấn công này được xem là lời cảnh báo cho Khmer Đỏ. Việt Nam đã đề nghị một giải pháp ngoại giao nhằm thiết lập một vùng phi quân sự dọc biên giới như Pol Pot từ chối và giao tranh tiếp diễn. Ngày 1 tháng 2 1978, Trung ương Đảng Cộng sản của Pol Pot họp bàn chủ trương chống Việt Nam và quyết định thành lập 15 sư đoàn. Trong nghị quyết của chúng có ghi,
Chỉ cần mỗi ngày diệt vài chục, mỗi tháng diệt vài ngàn, mỗi năm diệt vài ba vạn thì có thể đánh 10, 15 đến 20 năm. Thực hiện 1 diệt 30, hy sinh 2 triệu người Campuchia để tiêu diệt 50 triệu người Việt Nam. Pol Pot đã điều 13 trong số 17 sư đoàn chủ lực và một số trung đoàn địa phương liên tục tấn công vào lãnh thổ Việt Nam, có nơi vào sâu tới 15 đến 20 km. Trong các đợt tấn công đó, Khmer Đỏ đã thực hiện thảm sát đối với người Việt Nam. Một ví dụ là vụ thảm sát Ba Chúc vào tháng 4 năm 1978 với 3.157 người bị chúng giết hại. Từ năm 1975 cho tới năm 1978, có tới 30.000 người Việt Nam bị Khmer Đỏ sát hại trong các cuộc tấn công dọc biên giới Tây Nam. Việt Nam cố gắng giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình thông qua đàm phán ngoại giao, nhưng Khmer Đỏ từ chối đàm phán. Trung Quốc không chịu làm trung gian hòa giải, còn Liên Hợp Quốc không có biện pháp gì phản hồi lại các phản đối của chính quyền Việt Nam về các hành động gây hấn của Khmer Đỏ. Việt Nam phải chuyển sang sử dụng vũ lực để tự vệ và giải quyết cuộc xung đột. Từ tháng 12 năm 1977 đến 14 tháng 6 năm 1978, hơn 30 vạn người dân Việt Nam phải tản cư vào sâu trong nội địa, bỏ hoang 6 vạn ha đất sản xuất. Theo cuốn Cuộc chiến tranh bắt buộc của Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Văn Hồng, trong các trận đánh dọc biên giới trong giai đoạn này, Việt Nam bị thương vong 8.500 bộ đội, trong số đó số người chết là gần 3.000 người. Ngày 13 tháng 12 năm 1978, Khmer Đỏ đã huy động 19 trong số 23 sư đoàn, khoảng 80 đến 100.000 quân, tiến công và xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới. 3 sư đoàn đánh vào Bến Sòi với mục tiêu chiếm thị xã Tây Ninh, 2 sư đoàn đánh vào Hồng Ngự, Đồng Tháp, 2 sư đoàn đánh khu vực Bảy Núi An Giang, 1 sư đoàn đánh Trà Pô, Tà Pèng, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Tại những vùng chiếm đóng, Khmer Đỏ đã thực hiện sách lược diệt chủng đối với người Việt như đã làm với người Khmer. Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chống trả quyết liệt và đã kìm chân bước tiến, đồng thời tiêu hao sinh lực của quân Khmer Đỏ. Các hướng tiến quân của Khmer Đỏ bị chặn lại và không thể phát triển được. Ngoài trừ Hà Tiên bị chiếm giữ trong thời gian ngắn, không một thị xã nào của Việt Nam bị chiếm. Theo thống kê, từ tháng 6 1977 đến tháng 12 1978, ta đã tiêu diệt 38.563 quân Khmer Đỏ, bắt sống 5.800 tên. Theo tạp chí Tham, quân Việt Nam tiến hành các cuộc không kích và giao tranh trên bộ, đánh vào các đơn vị quân Khmer Đỏ dọc biên giới nhằm làm suy yếu quân Khmer Đỏ trước khi quân đội Việt Nam bắt đầu chiến dịch đã tiêu diệt khoảng 17.000 quân Khmer Đỏ. Về lực lượng hai bên trước cuộc chiến tranh, lực lượng quân tình nguyện Việt Nam. Chỉ huy trực tiếp chiến dịch là Trung tướng Lê Trọng Tấn. Lực lượng được huy động bao gồm quân đoàn 2 do Thiếu tướng Nguyễn Hữu An làm tư lệnh và Thiếu tướng Lê Linh làm chính ủy, gồm các sư đoàn 304, 325, được bổ sung Trung đoàn Bộ binh 8 cũng từ tỉnh Biên An Giang, Hà Tiên đánh theo hướng Tây để hỗ trợ lực lượng quân khu 9 đánh về Phnom Penh, chiếm Kampot và vùng duyên hải Đông Nam Campuchia. Sư đoàn 306 mới thành lập không kịp tham gia chiến dịch vì chưa hoàn thành công tác huấn luyện. Cũng như tại mặt trận Tây Ninh, tại An Giang, quân tình nguyện Việt Nam cũng chia quân tấn công hai hướng. Hướng thứ nhất theo quốc lộ 2 tiến về hướng Bắc đánh về Phnom Penh. Hướng thứ hai tiến theo duyên hải về hướng Tây đánh chiếm hải cảng Kampon Som. Sư đoàn 304 được dùng làm chủ bị, có thể được dùng tăng cường trong trường hợp quân đoàn 4 tấn công Phnom Penh gặp khó khăn. Quân đoàn 3 của Thiếu tướng Kim Tuấn gồm các sư đoàn 10, 31, 320 được bổ sung sư đoàn 302 đánh từ Tây Ninh vượt qua tỉnh Kampon Cham đến sông Mekong và vùng lãnh thổ đông bắc của Campuchia. Quân đoàn 4 của Thiếu tướng Hoàng Cầm gồm các sư đoàn 7, 9, 341 được bổ sung thêm sư đoàn 2 cùng lữ đoàn 22 thiết giáp, lữ đoàn 24 pháo binh, lữ đoàn 25 công binh và 3 tiểu đoàn Khmer của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia thân Việt Nam. Hướng tấn công từ hướng Tây và Tây Nam Tây Ninh sau khi đã tái chiếm những vị trí trên tỉnh lộ 13 theo đường 1 qua tỉnh Svay Riêng nhằm đánh bến phà chiến lược Ne Luông để đến Phnom Penh. Còn quân khu 5 của Thiếu tướng Đoàn Khuê gồm 2 sư đoàn 307, 309 và lữ đoàn đặc công 198 đánh từ Pleiku theo đường 19 về hướng Tây để tiêu diệt quân Khmer Đỏ ở đông bắc Campuchia. Quân khu 7 của Trung tướng Lê Đức Anh gồm 2 sư đoàn 5, 302, 303, trung đoàn đặc công 117 được tăng cường thêm một số đơn vị của quân đoàn 3 như lữ đoàn 12 thiết giáp, những trung đoàn chủ lực của các tỉnh Tây Ninh, Long An, Sông Bé, trung đoàn 262 pháo binh, trung đoàn 26 thiết giáp,
Trung đoàn Công binh E-25 Quân khu 7 gồm các tiểu đoàn D-739 Cầu Đường, trong đó có tiểu đoàn D-739 gồm các đại đội C-10, C-11, C-12, D-278 Bom mìn, D-98 Xe máy, D-741 Cầu phà, 3 tiểu đoàn của Khmer từ phía bắc tỉnh Tây Ninh và khu căn cứ của Khmer quanh Xuân Uông tiến quân dọc theo quốc lộ 13 và quốc lộ 7 đánh chiếm Karite và Kampon Cham. Quân khu 9 của Thiếu tướng Nguyễn Chánh gồm các sư đoàn 4, 330, 339 tấn công từ khu vực tỉnh biên ở hướng bắc qua tỉnh Ta Keo hướng về Phnom Penh. Lực lượng đổ bộ đường biển gồm Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 126 và Lữ đoàn Hải quân đổ bộ 101 đổ bộ vào vùng duyên hải đông nam Campuchia để chiếm Rem và cảng Sihanau trên bán đảo Kampong Som. Đoàn 901 không quân gồm sư đoàn không quân 372 được trang bị máy bay F-5 A-37, máy bay trực thăng UH-Mi-24, máy bay vận tải C-130, C-119, C-47 và một phân đội MiG-21 từ trung đoàn 921. Các sư đoàn Việt Nam đều có các đơn vị cơ hữu thiết giáp, pháo binh, pháo phòng không và một lữ đoàn công binh. Lực lượng quân Khmer Đỏ. Lực lượng Khmer Đỏ gồm có 23 sư đoàn. Theo tác giả Stephen, quân Khmer Đỏ gồm chừng 15 sư đoàn. Các sư đoàn này được trang bị tốt bằng vũ khí của Trung Quốc, được chỉ huy bởi các chỉ huy dày dặn kinh nghiệm trong các cuộc chiến tranh vừa qua, gồm nhiều binh lính trung thành đến cuồng tín. Nhưng các sư đoàn này cũng đã bị tiêu hao, tổn thất trong những lần giao tranh trước và quân số mỗi sư đoàn chỉ chừng 4.000 đến 7.000 người, bằng một nửa quân số các sư đoàn của Việt Nam. Lực lượng Khmer Đỏ có các sư đoàn 164, 170, 290, 310, 450, 703, 801 và 902. Một số máy bay chiến đấu T-28. Một phân đội MiG-19 do Trung Quốc sản xuất. Số MiG-19 này không kịp tham chiến vì không có phi công và rơi vào tay quân Việt Nam khi họ chiếm Phnom Penh. Một sư đoàn thủy quân lục chiến, một sư đoàn hải quân, một sư đoàn không quân nhưng chiến đấu như bộ binh khi giao tranh nổ ra, nhiều đơn vị xe tăng và trọng pháo. Chiến dịch phản công của quân tình nguyện Việt Nam. Diễn biến chiến dịch. Tới đầu tháng 12/1978, quân tình nguyện Việt Nam được hỗ trợ bởi một số tiểu đoàn Khmer thân Việt Nam đã kiểm soát một vùng đệm dọc biên giới trong lãnh thổ Khmer Đỏ từ Mi Mốt đến Xuân Nuông ở các tỉnh Kampong Cham và Krathe. Ở phía bắc, quân tình nguyện Việt Nam cũng kiểm soát một vùng rộng thuộc lãnh thổ Campuchia dọc theo đường 19. Ngày 23/12/1978, sau khi được tăng viện với hơn 80.000 quân, quân đội Việt Nam đã tiến hành phản công trên toàn bộ mặt trận, đẩy lùi quân Khmer Đỏ. Sư đoàn 2 cùng trung đoàn chủ lực tỉnh Tây Ninh mở cuộc tấn công nhằm đánh bật các trung đoàn 23 thuộc sư đoàn 304 và trung đoàn 13 thuộc sư đoàn 221 của Campuchia ra khỏi các vị trí dọc theo tỉnh lộ 13 sát biên giới. Tuy nhiên, cuộc chiến chưa chấm dứt, quân đội Việt Nam quyết định mở cuộc tấn công phong ngừa vào Campuchia, đánh chiếm bờ đông sông Mekong. Sau khi đánh tan sức kháng cự của quân Khmer Đỏ, quân tình nguyện Việt Nam thuộc quân khu 5 nhanh chóng hành quân tiến theo đường 19. Sư đoàn 309 quét sạch tỉnh Ratanariki, phía bắc tỉnh Mondokiri và tiến vào phía bắc tỉnh Stung Chang. Sư đoàn 307 tiến theo đường 19 dùng cầu phao vượt sông Sepok và sông Mekong. Tới ngày 1/1/1979, lực lượng quân khu 5 tiến dọc sông Mekong chiếm được Stung Chang. Cùng thời gian này, sư đoàn 5 thuộc quân khu 7 tiến từ hướng đông cùng sư đoàn 303 tiến theo hướng tây bắc Xuân Nua cùng đánh vào Krathe do sư đoàn 260 và hai trung đoàn địa phương của đặc khu 505 phòng thủ. Các sư đoàn này gặp phải sức kháng cự quyết liệt từ phía tây của quân Khmer Đỏ. Trong cuộc tiến quân, hai tiểu đoàn 1 và 2 của trung đoàn 306, sư đoàn 303 bị tập kích bất ngờ nên bị tiêu diệt. Trung đoàn này cũng như trung đoàn 33, sau một tháng hành quân, quân số hao hụt mất một nửa. Các đơn vị quân Khmer Đỏ tấn công sư đoàn 303 gây nhiều tổn thất và suýt chiếm được các sở chỉ huy sư đoàn. Tuy nhiên, sau khi không chặn được quân Việt Nam, quân Khmer Đỏ phải rút lui và tới ngày 29/12, thành phố Krathe, nơi rơi vào tay quân tình nguyện Việt Nam. Cùng lúc này, sư đoàn 303 tiến về phía tây đã chiếm được Kông Phong Tràm. Sau đó, hai sư đoàn 302 và 303 cùng quay lại đánh chiếm thị xã Chợ Lông do sư đoàn 603 Khmer Đỏ chống giữ. Ngày 4/1, ta chiếm được Chợ Lông. Kể từ đó,
toàn bộ lãnh thổ Campuchia ở phía đông sông Mekong coi như không còn bóng của quân Khmer Đỏ. Sáng ngày 31 tháng 12, được pháo binh bắn yểm trợ, xe tăng và bộ binh quân đoàn 3 Việt Nam tiến công và nhanh chóng đánh tan 5 sư đoàn quân Khmer Đỏ trên toàn tuyến phòng thủ dọc theo biên giới tỉnh Kông Pông Cham. Tới cuối ngày, trừ sở chỉ huy quân Khmer Đỏ, toàn bộ các cứ điểm còn lại thất thủ, quân Khmer Đỏ rút chạy về thị trấn Kông Pông Cham ở bờ tây sông Mekong, bị quân tình nguyện Việt Nam truy kích giáo diệt. Không quân Việt Nam cũng tham chiến, tấn công vào tuyến phòng thủ của Khmer Đỏ và ném bom phá hủy một sân bay, mà từ đó máy bay T-27 Khmer Đỏ xuất kích ném bom vào các toán quân tiền phương Việt Nam. Sáng ngày 1 tháng 1 năm 1979, sau khi tập hợp lại lực lượng, quân đoàn 3 đánh chiếm sở chỉ huy Khmer Đỏ sau một giờ giao chiến quyết liệt. Tướng Kim Tuấn hạ lệnh cho các đơn vị dưới quyền truy quét và tiêu diệt các lực lượng Khmer Đỏ còn sót lại. Tới ngày 3 tháng 1, các sư đoàn 320 đã tiến tới bờ đông của bến phà Kông Pông Cham, bên bờ sông Mekong. Tại đây, sư đoàn dừng lại rồi dùng hai đại đội xe bọc thép mở đường đánh về phía nam, chiếm thủ phủ tỉnh Prey Veng. Trong thời gian đó, ngày 28 tháng 12, ở hạ lưu đồng bằng sông Mekong, lực lượng Khmer Đỏ thuộc quân khu Đông Nam mở cuộc tấn công phòng ngừa dọc biên giới. Quân Khmer Đỏ tấn công một số đơn vị quân khu 9 bảo vệ biên giới và chiếm một vùng lãnh thổ nước ta dọc theo kênh Vĩnh Tế. Cuộc tấn công này làm cho tình hình quân đoàn 2 của tướng Nguyễn Hữu An gặp nhiều khó khăn. Quân Khmer Đỏ đã chiếm được khu vực đầu cầu mà quân đoàn 2 và các lực lượng của quân khu 9 định dùng để tiến vào Campuchia, đồng thời giành được một chiến lũy tự nhiên cản đường tiến quân của quân ta. Sau khi nhận được sự chấp thuận từ Bộ Chỉ huy, sáng ngày 31 tháng 12, Sư đoàn 4 của quân khu 9 và Trung đoàn 9 của Sư đoàn 304 phối thuộc mở cuộc phản công. Sau 24 giờ giao tranh kịch liệt, quân Việt Nam đã đánh lui quân Khmer Đỏ khỏi bờ Tây kênh Vĩnh Tế. Chiều ngày 1 tháng 1, được pháo binh và không quân yểm trợ, Lữ đoàn công binh 29 thuộc quân đoàn 2 bắc cầu phao vượt sông. Sư đoàn 304 và Lữ đoàn xe bọc thép 203 mở đường tiến vào đất Campuchia. Tới trưa ngày 3 tháng 1, quân đoàn 2 và quân khu 9 đã tiêu diệt đánh tan tất cả các lực lượng Khmer Đỏ ở hạ lưu sông Mekong dọc biên giới. Sở chỉ huy quân khu Tây Nam của Khmer Đỏ phải rút về Tà Keo. Sau 3 ngày tấn công, tại hướng chủ yếu Tây Ninh, quân đoàn 4 với sự yểm trợ của không quân, trực thăng, pháo binh, hải quân, thiết giáp, quân tình nguyện Việt Nam đánh bật được quân Khmer Đỏ khỏi các vị trí Năm Căn, Hòa Hội dọc theo tỉnh lộ 13 và các đơn vị của các sư đoàn 703, 340, 221 của Khmer Đỏ phải rút về thành lập một tuyến phòng thủ mới tại Svarieng, tập trung ở cầu Don Sò. Được 15 xe tăng và xe bọc thép mở đường cùng với pháo binh 105 mini và 155 mini bắn yểm trợ, sư đoàn 7 của quân đoàn 4 mở cuộc tấn công vào quân Khmer Đỏ ở Don Sò. Tuy nhiên, sau 2 ngày giao chiến với nhiều tổn thất, sư đoàn 7 vẫn chưa chọc thủng được tuyến phòng thủ của Khmer Đỏ. Tới đêm ngày 1 tháng 1, tướng Hoàng Cầm hạ lệnh cho sư đoàn 7 tung hết lực lượng dự bị vào trận. Quân Khmer Đỏ kháng cự dữ dội, nhưng sau khi bị đánh thua ở Tây Ninh, quân Khmer Đỏ đã bị mất tinh thần. Hơn nữa, do phải chấp nhận một trận đánh quy ước với một đối thủ quả lực, quân số và kinh nghiệm chiến trường trội hơn quá nhiều, nên quân Khmer Đỏ đã bị tàn rã. Tuyến phòng thủ Svarieng bị vỡ ngày 2 tháng 1 năm 1979, buộc quân Khmer Đỏ phải rút về Prey Veng và Nai Luông, chỉ để lại một số đơn vị đánh cầm chân quân đoàn 4. Tới ngày 2 tháng 1 năm 1979, quân đội Việt Nam đánh tan các sư đoàn chủ lực của Khmer Đỏ án ngữ các trục đường số 1, số 7 và 2 ở lối vào Phnom Penh. Chiều ngày 3 tháng 1, các sư đoàn 7 chiếm được cầu Don Sò và tới ngày 4 tháng 1 đã làm chủ toàn bộ vùng phía đông của sông Mekong. Tới ngày 5 tháng 1 năm 1979, sư đoàn 7 đã tiến đến Nai Luông. Kính thưa quý khán thính giả, ở phần 1 hôm nay, theo dòng lịch sử xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn hoàn cảnh và diễn biến chiến tranh biên giới Tây Nam đến đầu năm 1979. Đến đây, chúng ta đã làm chủ hoàn toàn phía bờ đông của sông Mekong. Phần tiếp theo của cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn ở phần 2. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam từ năm 1975 đến 1979, phần 2. Kính thưa quý vị khán thính giả, ở phần 1, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn hoàn cảnh và diễn biến cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam đến đầu năm 1979. Ở phần 2 hôm nay,
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn diễn biến tiếp theo của cuộc chiến tranh này. Đánh chiếm Phnom Penh. Ngày 6 tháng 1, 1979, các đơn vị Việt Nam vượt sông Mekong qua ngã Nê Luông và Bắc Kampong Cham. 9 sư đoàn quân tình nguyện Việt Nam làm thành hai gọng kìm tiến vào Phnom Penh từ phía đông nam và phía bắc. Sư đoàn 7 và sư đoàn 2 di chuyển theo quốc lộ 1, sư đoàn 9 tiến song song bảo vệ sườn phía nam và sư đoàn 341 bảo vệ sườn phía bắc. Tại Kampong Cham, quân đoàn 3 của tướng Kim Tuấn cũng giao tranh quyết liệt với quân Khmer Đỏ để vượt sông. Quân Khmer Đỏ thiết lập trận địa phòng ngự dọc bờ tây sông Mekong với nhiều ổ súng máy, súng cối bắn chùm lên mặt sông để ngăn thuyền chở quân tình nguyện Việt Nam đổ bộ. Xa hơn một chút, quân Khmer Đỏ bố trí xe tăng, xe bọc thép, pháo 105, 122 và 155 để bắn vào quân tình nguyện Việt Nam đang tập trung ở bờ đông sông Mekong. Đêm ngày 5 tháng 1, một toán quân gồm lính trinh sát, công binh và bộ binh định vượt bờ sông chiếm một đầu cầu nhỏ, nhưng quân Khmer Đỏ đã kháng cự quyết liệt. Tướng Kim Tuấn quyết định dùng hỏa lực áp đảo bắn vào trận địa phòng thủ của quân Khmer Đỏ, rồi cho thả khói mù, dùng thuyền chuyển quân sang bờ Tây. Mặc dù rất nhiều thuyền bị trúng đạn của quân Khmer Đỏ, quân đoàn 3 cuối cùng cũng đã thiết lập được một đầu cầu. Một đại đội xe lội nước vượt sông và tỏa ra để đánh vào thị trấn, hai tiểu đoàn bộ binh cũng vượt được sông. Đến 8 giờ 30 sáng, Kampong Cham thất thủ. Ngay trong buổi sáng ngày 6 tháng 1, lực lượng đột kích Phnom Penh gồm trung đoàn 28 của sư đoàn 10 và các đơn vị phối hợp dẫn đầu bởi 6 xe lội nước và một số xe thiết giáp M113 vượt sông. Tổng cộng lực lượng lên đến 120 xe quân sự. Lực lượng đột kích vừa hành quân vừa giao chiến với các ổ phục kích của quân Khmer Đỏ. Tới chiều tối đã tới bờ sông Tonle Sap và tổ chức đánh vượt sông để tiến vào Phnom Penh. Trong khi đó, ngày 6 tháng 1 năm 1979, những đơn vị đầu tiên của sư đoàn 7, quân đoàn 4 được tiểu đoàn UFNSK hỗ trợ chiếm được bờ phía đông của bến phà Na Luông. Quân Campuchia, trong khi rút lui vội vã, đã không kịp thiết lập công sự phòng thủ. Trong đêm, cách bến phà khoảng 2 cây số về phía nam, trung đoàn 113 cùng trung đoàn 14 của sư đoàn 7 được tàu đổ bộ đưa sang bên kia sông, tiến chiếm bờ phía tây của bến phà. Ngày 7 tháng 1, toàn bộ đội hình quân đoàn 4 tiến hành vượt sông. Do sự tan rã nhanh chóng của lực lượng phòng thủ biên giới và sự chủ quan của Pol Pot, quân tình nguyện Việt Nam tiến vào Phnom Penh từ Na Luông mà không gặp sức chống cự đáng kể nào. Đến trưa ngày 4 tháng 1, quân đoàn 4 đã có thể bắt tay với quân đoàn 3 ở ngoài ô phía bắc Phnom Penh. Tuy nhiên, quân đoàn 3 của ta đã đến muộn, không kịp chặn đường chính phủ Pol Pot rút chạy khỏi Phnom Penh. Việc quân tình nguyện Việt Nam tiến quá nhanh khiến cho Khmer Đỏ chỉ kịp sơ tán bộ máy lãnh đạo. Son Sen chạy xuyên qua mặt trận ngược về phía Việt Nam để tập hợp toàn quân của các sư đoàn thuộc quân khu miền Đông, Pol Pot, Nol Chen và Khieu Samphan được vài xe jeep chở quân bảo vệ chạy về Pusat, Giang Sari, chạy về Bát Tam Bang trên một chuyến xe lửa đặc biệt chở vài trăm nhân viên Bộ Ngoại giao. Việc rút quân khẩn khiến nhiều bộ khác cùng hàng ngàn nhân viên không được thông báo về cuộc rút lui này. Các chuyến xe tiếp theo sơ tán khỏi Phnom Penh bị tắc nghẽn bởi quá nhiều người tìm cách bỏ chạy. Như vậy, với việc ban lãnh đạo sơ tán khoảng 40.000 dân chúng và binh lính Khmer Đỏ tại Phnom Penh, cũng như các đơn vị quân phòng thủ, các mục tiêu lân cận bị bỏ mặc tự thân vận động. Ngày 7 tháng 1, quân tình nguyện Việt Nam chiếm sân bay Kampong Chonang và bắt được 10 máy bay A-37, 3 C-123K, 6 C-47 cùng một số T-28. Ngoài ra, Khmer Đỏ cũng bỏ lại hàng trăm xe tăng và xe bọc thép, rất nhiều đạn dược và lương thực dự trữ chiến lược mà chúng không kịp mang theo. Đến ngày 8 tháng 1, 1979, Hội đồng Nhân dân Cách mạng Campuchia do Heng Samrin làm chủ tịch đã được thành lập. Ở phía Bắc, các sư đoàn của quân đoàn 3 cũng tiến xuống Phnom Penh. Sau đó, sư đoàn 320 theo quốc lộ 4 xuống Bình Định các tỉnh phía Nam. Các sư đoàn còn lại theo các quốc lộ 5 và 6 tiến về hướng Tây và hướng Bắc. Họ gặp sức chống cự đáng kể của quân Khmer Đỏ tại Bát Tam Bang và Siem Reap. Hướng Nam, Sihanoukville. Tại mặt trận phía Nam, từ An Giang, quân Việt Nam bắt đầu vượt biên giới vào ngày 3 tháng 1 năm 1979 và tấn công theo hai hướng. Hướng thứ nhất, sư đoàn 325 và sư đoàn 8 tiến về phía Tây, dọc theo quốc lộ số 2.
ngày 5 tháng 1, 1979, trong khi lực lượng quân khu 9 tiến đánh Tà Kèo, sư đoàn 325 bắt đầu đánh, tiến hành tiến theo hướng Tây Bắc. Lực lượng Khmer Đỏ của quân khu Tây Nam do Ta Mốt chỉ huy, khét tiếng Cuồng Tín đã chuẩn bị công sự phòng thủ ở Tu Mek trên đường 16, ở khoảng giữa biên giới Trúc. Phải mất 2 ngày giao chiến, sư đoàn 325 mới có thể đánh tan tuyến phòng ngự của Khmer Đỏ và chiếm được khu vực Tu Mek. Cùng lúc đó, tướng Nguyễn Hữu An cũng tung sư đoàn 8 theo hướng Tây để đánh chiếm quận lì Công Pong Trách, nằm ở giao điểm với đường quốc lộ ven biển. Nắm quyền chỉ huy trực tiếp trung đoàn xung kích 24, tướng Nguyễn Hữu An dẫn trung đoàn tiến từ Tu Mek về Trúc. Các quân xa của Việt Nam gồm xe tăng hạng nặng, xe tải và trọng pháo di chuyển khó khăn trên đường đất và ruộng lúa nên đã bị quân Khmer Đỏ phục kích phá hủy một số xe và pháo. Sở chỉ huy của tướng An cũng bị tổn thất và tạm thời mất liên lạc với các lực lượng còn lại ở phía sau. Tới chiều ngày 7 tháng 1, lực lượng xung kích đã ra đến đường số 3 và trong quá trình tiến công đã đánh tan sư đoàn quân Khmer Đỏ phòng ngự tại Trúc. Trong 2 ngày 4-5 tháng 1 1979, từ đảo Phú Quốc, hai phân đội hải quân Việt Nam gồm một số tàu tuần tiễu loại lớn của Mỹ, hai tàu khu trục của Nga cùng nhiều tàu chiến nhỏ chuẩn bị chuyển lữ đoàn hải quân 101 và 126 đổ bộ. Hải quân cũng lập trận địa pháo 130 ở mũi đảo Phú Quốc để yểm trợ cho lực lượng đổ bộ. Sầm tối, ngày 6 tháng 1, toán quân đặc công gồm 87 người bí mật đổ bộ và tấn công chiếm một trận địa pháo Khmer Đỏ bao vây bờ biển. Cùng lúc, pháo 130 bắt đầu bắn phá các vị trí quân Khmer Đỏ. Lập tức, các thuyền tuần tiễu loại nhỏ của Khmer Đỏ xuất kích từ quân cảng Zem và các bến cảng nhỏ tấn công vào hải quân Việt Nam. Sau một trận giao chiến trên biển, do có ưu thế về lực lượng và hỏa lực, hải quân Việt Nam đẩy lùi hoặc đánh chìm hầu hết các tàu Khmer Đỏ. Nhưng một tàu của Việt Nam cũng đã bị trúng đạn, khiến nhiều thủy thủ bị thương vong. Số tàu phóng lôi Khmer Đỏ chạy thoát khỏi cuộc hải chiến và các cuộc không kích của không quân Việt Nam. Đến ngày 16 tháng 1, 1979, lại bị Hải quân Việt Nam chặn đánh trong Vịnh Thái Lan và bị tiêu diệt gần hết. Vào tối ngày 7 tháng 1, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 126 tiến hành đổ bộ ở chân núi Bồ Cổ, nằm ở khoảng giữa thị xã Campos và cảng Sihanao. Lữ đoàn đổ bộ được toàn bộ 3 tiểu đoàn và số xe lội nước, xe bọc thép, nhưng do thủy triều lên cao, không có đủ chỗ triển khai đội hình nên không đổ bộ được số xe tải và đến tối, 3 tiểu đoàn nữa theo dự định cũng sẽ đổ bộ, lại phải rút ra ngoài. Theo kế hoạch, lực lượng hải quân đánh bộ phải triển khai một lực lượng lớn theo vùng biển đánh chiếm các cùng lúc hai cây cầu quan trọng và giao điểm Ve Dành dẫn về bán đảo Kong Bong Som. Tuy nhiên, một chỉ huy lực lượng lính thủy đánh bộ do nóng vội đã tập hợp tiểu đoàn của mình chở trên 12 xe tăng và xe bọc thép tiến về Sihanao trước khi trời sáng. Đơn vị này bị một lực lượng lớn Khmer Đỏ vây đánh từ chiều qua đêm đến suốt ngày hôm sau và cuối cùng bị tiêu diệt gần như hoàn toàn. Và đến đêm ngày 7 tháng 1, Hải quân mới đổ bộ thêm được 3 tiểu đoàn của Lữ đoàn 126 và 2 tiểu đoàn của Lữ đoàn 101 lên bãi biển. Nhưng số xe tải phải đến ngày 8 tháng 1 mới lên được bờ. Sư đoàn 304 vốn được dùng làm dự bị để tham gia đánh về Phnom Penh, nhưng do quân đoàn 3 và 4 đã đánh được Phnom Penh từ ngày 7 tháng 1, nên tướng An dùng sư đoàn này để nhanh chóng giải cứu lực lượng lính thủy đánh bộ và đánh chiếm Sihanao. Dẫn đầu bởi một đơn vị xe M113, trung đoàn 66 của sư đoàn, kế tiếp là trung đoàn 9 hành quân suốt đêm ngày 9 tháng 1. Ngày 9 tháng 1, trung đoàn 66 sau khi gặp lực lượng hải quân đánh bộ chuẩn bị giao chiến, không lặp lại sai lầm của hải quân, trung đoàn 66 độ tổ chức chiếm cao điểm xung quanh thành phố trước khi phối hợp với hải quân đánh bộ vào thành phố. Sau khi đánh tan được sư đoàn 320-230 của Campuchia, quân Việt Nam chiếm được Campot. Trung đoàn chính không đến kịp vì một cây cầu sụp đổ khi xe tăng dẫn trung đoàn đi qua. Khi trung đoàn 9 và lữ đoàn xe tăng 203 đến thành phố Campot đã rơi vào tay của quân tình nguyện Việt Nam, nên lực lượng này được đưa đi đánh quân cảng Zem. Được sự trợ lực của pháo hải quân bắn từ bến cảng lên, cánh quân này chiếm được quân cảng Zem và hải cảng Kampong Som. Tuy nhiên, vì không chuẩn bị kịp về tiếp liệu, quân Khmer Đỏ đã có thể phản công chiếm lại Kong Bong Som ngày 14 tháng 1, nhưng quân Việt Nam tái chiếm lại vào ngày hôm sau. Hướng thứ hai, quân khu 9 phụ trách tiến về phía Bắc đánh chiếm thị xã Tan và Tà Kheo.
các sư đoàn Khmer Đỏ trấn giữ quân khu Tây Nam như sư đoàn 2, 210, 230 và 250 đã bị tàn rã và rút lui vào rừng. Vào cuối tháng 1 năm 1979, cuộc phản công kết thúc thắng lợi. Đến ngày 17 tháng 1, thị xã cuối cùng là Cô Công rơi vào tay quân tình nguyện Việt Nam và chính quyền mới của Campuchia. Và cho tới cuối tháng 3, quân đội Việt Nam và chính quyền mới Campuchia coi như đã làm chủ những thành phố và tỉnh lỵ quan trọng của Campuchia và tiến sát tới biên giới Thái Lan. Tuy nhiên, tàn quân Pol Pot vẫn tiếp tục chống cự và quấy nhiễu, gây ra nhiều thương vong cho quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Truy quét tàn quân Khmer Đỏ, đánh chiếm Siem Reap và Bát Tam Bang. Trên chiến trường Campuchia, vì quân tình nguyện Việt Nam tiến quá nhanh chóng nên quân Khmer Đỏ chỉ bị tan rã chứ chưa bị tiêu diệt hẳn. Nhiều tàn quân Khmer Đỏ đã tập trung lại thành những đơn vị nhỏ tiếp tục đánh du kích và quấy phá quân tình nguyện Việt Nam. Sau khi quân đoàn 4 chiếm được Phnom Penh, các đơn vị của quân đoàn 3, quân khu 5 và quân khu 7 cũng vượt sông Mekong tiến chiếm và bình định lãnh thổ phía bắc Biển Hồ và sông Tonle Sap. Quân Khmer Đỏ đã cố gắng kháng cự gần tỉnh Bát Tam Bang nhưng cũng chỉ có thể làm chậm đà tiến quân của Việt Nam. Chúng đã phân tán thành nhiều đơn vị nhỏ tiếp tục đánh du kích để quấy phá. Quân đoàn 2 và các sư đoàn của quân khu 9 sau khi chiếm được vùng duyên hải cũng tiến dọc theo quốc lộ 4 về hướng bắc. Mấy ngày sau khi Trung Quốc tiến đánh biên giới Việt Trung, quân đoàn 2 rút về bảo vệ Hà Nội. Trong tình thế đó, nước ta bắt đầu tổng động viên, một số các trung đoàn độc lập được tăng cường lên thành cấp sư đoàn như các trung đoàn Gia Định 1, 2, Quyết Thắng 1, 2 trở thành các sư đoàn 37, 38 để gửi sang tăng cường mặt trận Campuchia. Trách nhiệm chính trong công tác hành quân vẫn là các đơn vị của quân đoàn 4. Ngày 8 tháng 1, sư đoàn 10 theo lệnh của tướng Kim Tuấn thực hiện cuộc hành quân chớp nhoáng truy kích quân Khmer Đỏ. Tới ngày 9, trung đoàn 24 đã chiếm được Công Pông Thơm. Trung đoàn 26 cũng đã kiểm soát được đường số 6 nối Công Pông Thơm và Phnom Penh. Trung đoàn 66 được lệnh vượt lên trước hai đơn vị này đánh chiếm thành phố Siem Reap ở phía tây bắc biển hồ Tonle Sap. Dùng 36 xe chở quân, được xe tăng yểm trợ, trung đoàn nhanh chóng hành quân, tiến được 100 km chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, đồng thời đánh tan các trạm kiểm soát của Khmer Đỏ dọc đường. Trên đường đi, một đoàn xe chở quân Khmer Đỏ cũng nhập vào đội hình trung đoàn do tưởng nhầm là tàn quân Khmer Đỏ tháo chạy. Do trời tối, không ai phát hiện ra sự nhầm lẫn này. Mãi đến khi hai bên nhận ra nhau thì một trận đánh khốc liệt mới nổ ra. Quân Việt Nam tiêu diệt và chiếm toàn bộ đoàn xe gồm 23 xe tải chở quân Khmer Đỏ. Vào rạng sáng ngày 10, quân Việt Nam đến Siem Reap, quân Khmer Đỏ bị bất ngờ phải tháo chạy ra bốn phía. Tới khi trời tối thì trung đoàn 24 thuộc sư đoàn 10 và sư đoàn 5 của quân khu 7 cũng đã tới nơi. Ngày hôm sau, trung đoàn 24 lại hành quân 100 km nữa đánh chiếm thị xã Sisophon nằm cách biên giới Thái Lan 50 km. Ngày 12 tháng 1, sau khi trao lại thị xã cho lực lượng quân khu 5, trung đoàn 24, một tiểu đoàn của trung đoàn 66 cùng một đại đội xe M113 pháo phòng không và trọng pháo theo hướng đường 5 phía Sisophon đánh vào các lực lượng Khmer Đỏ đang tập trung về Bát Tam Bang và chiếm thành phố ngay trong ngày hôm đó. Ngày 13 tháng 3 năm 1979, tướng Kim Tuấn di chuyển bộ chỉ huy quân đoàn 3 đến Bát Tam Bang để trực tiếp chỉ huy chiến dịch truy quét tàn quân Pol Pot tập trung ở vùng Tây Nam gần biên giới Thái Lan. 3 ngày sau, ông rời Bát Tam Bang để đi Siem Reap. Trên đường đi khoảng 40 km về hướng bắc Bát Tam Bang, đoàn xe của ông bị Khmer Đỏ phục kích. Mặc dù lực lượng phục kích bị đè bẹp, chiếc Comanca thứ 3 có tư lệnh Kim Tuấn ngồi bên cạnh, người lái xe bị trúng đạn M79 khiến ông bị thương nặng vùng cột sống và mất ngày hôm sau, ngày 17 tháng 3. Ông là sĩ quan cao cấp nhất của quân đội nhân dân Việt Nam, hy sinh khi tham chiến ở Campuchia. Và 3 tháng sau, tháng 6 1979, quân đoàn 3 của ông đã rời Campuchia để tham gia phòng thủ biên giới phía Bắc trong cuộc chiến chống lại quân xâm lược Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau một thời gian phản công, quân tình nguyện Việt Nam đã giúp đỡ nhân dân Campuchia xóa bỏ chế độ diệt chủng Pol Pot, Yingsari tàn bạo nhất.
kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, Việt Nam tự vệ chính đáng. Trước sự tấn công bành trướng xâm lược của kẻ thù, quân và dân Việt Nam không có con đường nào khác là phải dùng quyền tự vệ chính đáng để đánh trả, để bảo vệ biên giới phía Bắc thiêng liêng của Tổ quốc. Lịch sử dân tộc mãi khắc ghi những ngày tháng oanh liệt cách đây hơn 40 năm, ngày 17 tháng 2 1979, khi quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Trung Quốc huy động 600.000 quân tấn công Việt Nam. 3 giờ 30 phút ngày 17 tháng 2 1979, quân Trung Quốc sử dụng pháo binh bắn phá một số mục tiêu trong lãnh thổ của nước ta, sau đó huy động 600.000 quân tấn công toàn biên giới với Việt Nam. Số quân Trung Quốc tham chiến lúc này được cho nhiều hơn các đạo quân xâm lược trước đó. Thời điểm cao nhất, quân Mỹ huy động trên chiến trường Việt Nam gần 550.000 quân, còn quân Pháp là 250.000 quân. Ngay từ những năm đầu Việt Nam thống nhất đất nước, Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động quân sự, khiêu khích vũ trang, xâm lấn đất đai gây tình hình căng thẳng, phức tạp trên vùng biên giới phía Bắc của Việt Nam. Từ tháng 5 1978, Trung Quốc vô cớ dựng lên sự kiện nạn Kiều, thực chất là dù dỗ, đe dọa, lần lượt cưỡng ép gần 20 vạn Hoa Kiều đang sống yên ổn ở Việt Nam về nước. Tiếp đó, Trung Quốc trắng trợn vu cáo Việt Nam ngược đãi, khủng bố, xua đuổi Hoa Kiều rút chuyên gia, gây ra tình hình hết sức căng thẳng. Cùng với đó, Trung Quốc tăng cường làm đường cơ động, xây dựng căn cứ, hệ thống kho trạm, vận chuyển tập kết vật chất, sơ tán nhân dân về phía sau, đồng thời thực hiện các hoạt động nghi binh, đề ra kế hoạch, dạy cho Việt Nam một bài học và chuẩn bị chiến tranh trừng phạt Việt Nam. Họ tuyên bố lừa mị dư luận trong nước và quốc tế rằng chỉ sử dụng lực lượng bộ đội biên phòng để thực hiện phản kích tự vệ, bởi Việt Nam gây ra xung đột lấn chiếm đất đai, quấy rối biên cương phía Nam. Thực tế, trên vùng biên giới Việt Trung không có lực lượng vũ trang nào của Việt Nam được triển khai gây sức ép đến mức buộc Trung Quốc phải tự vệ, chỉ có phía Trung Quốc chuẩn bị lực lượng quy mô lớn để đánh Việt Nam. Quân và dân Việt Nam phải dùng quyền tự vệ chính đáng. Trước diễn biến căng thẳng trên vùng biên giới phía Bắc, Đảng và Nhà nước ta kiên trì chủ trương giải quyết bằng biện pháp hòa bình, đồng thời khẩn trương tăng cường lực lượng, đẩy mạnh xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trên phạm vi cả nước, nhất là khu vực quân khu 1 và quân khu 2. Bất chấp nỗ lực bằng con đường hòa bình của ta, dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quyền Trung Quốc, từ 3 giờ 30 phút ngày 17 tháng 2 1979, quân Trung Quốc sử dụng pháo binh bắn phá một số mục tiêu quan trọng của lãnh thổ nước ta. Sau đó, huy động lực lượng lớn hơn 600.000 quân tiến công sang lãnh thổ của Việt Nam. Hướng tấn công chủ yếu là Lạng Sơn và Cao Bằng. Hướng quan trọng là Lào Cai, Hoàng Liên Sơn. Hướng phối hợp là Phong Thổ, Lai Châu. Hướng nghi binh thu hút lực lượng của ta là Quảng Ninh và Hà Tuyên. Mở đầu cuộc tiến công trên mặt trận Lạng Sơn, đối phương sử dụng các quân đoàn 43, 55 và 54 dự bị, có 160 xe tăng, xe bọc thép, 350 pháo cơ giới, chưa làm nhiều mũi đánh vào Bản Chắt, Đình Lập, Chi Ma, Ba Sơn, Lộc Bình, Tân Thanh, Tân Yên, Văn Lãng và khu vực thị trấn Đồng Đăng. Trên mặt trận Cao Bằng, phía Trung Quốc huy động 3 quân đoàn, trong đó 1 quân đoàn làm lực lượng dự bị, 2 trung đoàn địa phương, 4 trung đoàn độc lập, 225 xe tăng, xe bọc thép, hơn 300 pháo cơ giới. Trước cuộc tiến công quy mô lớn của Trung Quốc, chính phủ ta đã ra tuyên bố nêu rõ: nhà cầm quyền Trung Quốc đã đi ngược lại lợi ích của nhân dân, phá hoại nghiêm trọng tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước và khẳng định quân và dân Việt Nam không có con đường nào khác là phải dùng quyền tự vệ chính đáng của mình để đánh trả. Với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, quân và dân ta, nhất là ở các tỉnh Việt Bắc, Tây Bắc, một lần nữa phát huy cao độ truyền thống cách mạng, sát cánh cùng các lực lượng vũ trang, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bẻ gãy nhiều mũi tiến công của quân Trung Quốc. Trải qua hơn 10 ngày chiến đấu, lực lượng vũ trang quân khu 1, quân khu 2 và nhân dân 6 tỉnh biên giới phía Bắc đã anh dũng đánh trả quyết liệt các đợt tiến công của quân Trung Quốc. Ta đã bẻ gãy nhiều mũi tiến công, tiêu diệt nhiều sinh lực và phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh, làm chậm ý đồ đánh nhanh, chiếm nhanh các mục tiêu theo kế hoạch ban đầu,
buộc quân Trung Quốc phải đưa lực lượng dự bị chiến lược hỗ trợ, cứu nguy cho lực lượng bị bao vây, cô lập ở Cao Bằng, Lạng Sơn và Lào Cai. Do không đạt được mục đích đề ra, bị quân và dân các tỉnh biên giới sáng trả mạnh mẽ, bị tổn thất nặng nề, đồng thời bị dư luận tiến bộ trên thế giới và trong nước lên án mạnh mẽ. Ngày 5 tháng 3, 1979, Trung Quốc buộc phải tuyên bố rút quân trên tất cả các hướng. Đến ngày 18 tháng 3, 1979, về cơ bản, Trung Quốc đã rút quân ra khỏi nước ta. Tuy nhiên, mặc dù tuyên bố rút quân, nhưng trên thực tế, từ sau ngày 18 tháng 3, phía Trung Quốc vẫn chiếm đóng trái phép một số điểm cao thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Tuyên, có nơi sâu từ 200 đến 500 mét. Thường xuyên gây xung đột vũ trang, làm cho tình hình luôn căng thẳng, kéo dài đến năm 1989. Từ tháng 4 1984 đến tháng 5 1989, Trung Quốc đã đưa hơn 500.000 quân đánh chiếm biên giới Vị Xuyên. Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên trở thành vùng chiến sự ác liệt nhất trong cuộc chiến chống xâm lấn biên giới. Đến giữa năm 1984, quân Trung Quốc lần lượt chiếm đóng trái phép nhiều cao điểm của Việt Nam thuộc tỉnh Hà Giang. Tháng 7 1984 trở về sau, Vị Xuyên tiếp tục là mặt trận ác liệt, hai bên giành giật nhau từng vị trí trên các cao điểm. Đỉnh điểm diễn ra vào đầu năm 1985, có ngày quân Trung Quốc bắn tới 30.000 quả đạn Đại Bác vào Vị Xuyên trong khoảng rộng từ 5 km và sâu 3 km. Kết quả, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc tính từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 18 tháng 3 1979, quân và dân ta đã gây tổn thất cho 9 quân đoàn chủ lực của địch, loại khỏi vòng chiến đấu hàng vạn tên, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 3 trung đoàn, 18 tiểu đoàn, bắn cháy và phá hủy 550 xe quân sự, trong đó có 280 xe tăng và xe bọc thép, phá hủy 115 khẩu pháo và cối hạng nặng, thu nhiều vũ khí và đồ dùng quân sự. Cuộc chiến đấu anh dũng ở khu vực biên giới phía Bắc của Tổ quốc đã chứng minh một sự thật lịch sử rằng nhân dân Việt Nam không bao giờ chịu quỳ gối trước bất kỳ thế lực xâm lược ngoại bang nào. Kính thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những video mới được phát hành hàng ngày trên kênh Theo Dòng Lịch Sử, quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo về video mới được phát hành. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.